Nay giới thiệu với các bạn một món ăn tôi kêu không mâm thì thôi, một khi đã mâm thì chắc chắn phải nghiện. Ý mà món này cũng chỉ độc lạ mỗi Việt Nam mới có thôi nha. Sườn gà sốt nước mắm nhỉ. Món này các bạn sử dụng sườn nước gà cũng ok, nhưng mà ngon nhất phải nói đến sườn nước hấp gối gà. Rã đông với muối và đủ trắng để khử mùi tanh, sau đó thì để ráo. Bên này chúng ta sẽ chuẩn bị bột áo. Theo quan điểm của cá nhân mình thì bột áo sụn không nên quá dày, vì điều này sẽ tạo ra cảm giác bùng bột khi ăn, mất cả hứng. Đồ sánh như thế này là ok rồi nè, thêm chút xíu dầu vô nữa là xong. Cho sụn vào bột và trộn đều. Các bạn nên dùng nồi để chiên và không cần phải cho quá nhiều dầu đâu. Duy trì nhiệt độ dầu ở 150, vớt sụn và cho vào nồi. Xong xuôi thì đừng mừng chi cả, yên lặng chờ đợi 2-3 phút. Nhẹ nhàng lật mặt, dùng đũa tách các miếng sụn ra. Đợi tầm 1-2 phút nữa là có thể lấy ra đuôi. Phần chiên thứ hai mình sẽ thực hiện với nồi chiên không dầu 150 độ 8 phút. Tranh thủ thời gian này bằng nước sốt nèo. Nguyên liệu và cách làm mình có chia sẻ món gà đang sốt nước mắm nhỉ đuôi, các bạn chịu khó lật lại xem nha. Đoạn sau chắc không cần phải nói nhiều, cho sụn vào sốt trộn đều, cho ra dĩa rắc tỏi phi. Không phải nói qua chứ tỏi thơm thơm, sụn giòn giòn thấm đậm, quất hồn quất túy vì quảng cáo quá nhiều đều là thừa thải. Món này chắc bạn nhất định phải thử. Vậy đi hen, bye bye nè.